chiến tranh với azerbaijan armenia thiết quân luật tổng động viên theo hãng thông tấn tass của nga chính phủ armenia đã thiết quân luật tuyên bố tổng động viên để huy động lực lượng trước đó tổng thống cộng hòa Arts, ông Ores hartushinin thừa nhận đã tuyên bố thiết quân luật ở nước này cộng hòa Arts thường được biết đến với tên cũ là cộng hòa nagorno karabakh là một nước cộng hòa ở nam caucasus chỉ được ba quốc gia không phải thành viên liên hiệp quốc công nhận Arthas kiểm soát hầu hết lãnh thổ của tỉnh tự trị nagorno karabakh cũ và một số khu vực xung quanh, do vậy có được một đoạn biên giới với Armenia ở phía Tây và Iran ở phía Nam. Ngày 27 tháng 9, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố rằng chính phủ nước này đã áp đặt thiết quân luật liên quan đến leo thang ở nagorno karabakh và tuyên bố lệnh tổng động viên. Đồng bào thân mến, bây giờ, theo quyết định của chính phủ, thiết quân luật và tổng động viên được tuyên bố ở Armenia. Tôi kêu gọi tất cả nhân viên đến các văn phòng tuyển dụng, ông Nikol Pashinyan nói. Vào sáng nay, Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết Armenia đã bắt đầu pháo kích dữ dội vào các vị trí của quân đội Azerbaijan và các khu định cư. Với báo cáo có thương vong trong dân thường, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan thông báo rằng các lực lượng vũ trang Azerbaijan đã tiến hành một cuộc tấn công theo hướng Nagorno-Karabakh, xung đột giữa Armenia và Azerbaijan bắt đầu vào tháng 2 năm 1988, khi khu tự trị Nagorno-Karabakh tuyên bố ly khai khỏi Azerbaijan SSR. Trong cuộc xung đột năm 1992 đến 1994, Azerbaijan mất quyền kiểm soát đối với Nagorno-Karabakh và bảy vùng lân cận. Kể từ năm 1992, các cuộc đàm phán đã được tổ chức về giải quyết hòa bình xung đột trong khuôn khổ nhóm OSCE Minsk do Nga, Hoa Kỳ và Pháp chủ trì. Khu vực Nagorno-Karabakh có dân cư chủ yếu là người Armenia, trở thành vấn đề tranh chấp giữa Armenia và Azerbaijan khi hai quốc gia độc lập từ Đế quốc Nga vào năm 1918. Sau khi Liên Xô thiết lập quyền kiểm soát đối với khu vực, họ tạo ra tỉnh tự trị Nagorno-Karabakh (NKAO) thuộc thành phần Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan vào năm 1923. Vào những năm cuối cùng của Liên Xô, khu vực lại trở thành một vấn đề tranh chấp giữa Armenia và Azerbaijan. Năm 1991, một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại tỉnh tự trị nagorno karabakh và khu vực Samen lân cận với kết quả là hành động tuyên bố độc lập, xung đột sắc tộc quy mô lớn dẫn đến chiến tranh nagorno karabakh 1991 đến 1994, kết thúc với thỏa thuận ngừng bắn và tạo ra đường biên giới như hiện nay.